Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt cửa hàng hệ thống khách Hoài Bình Minh nằm trên đường đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nha. Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là dòng xe Honda Winix. Và ngày hôm nay Đức sẽ mang đến cho các bạn một cái chương trình khuyến mãi rất là hot. Và chương trình này khoảng 4-5 tháng nay rồi bên Honda không có triển khai lại. Và trong cái tháng này, tức là từ ngày 15 tây tháng 7 đến ngày 30 tây tháng 9, khi mà các bạn mua dòng xe Honda Winix này, các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ha. Đối với những bạn nào mà mua trả góp, còn những bạn nào mà mua tiền mặt á, thì các bạn sẽ được tặng ngay một cái điện thoại Samsung Galaxy A01s hoặc là cái loa JBL nghe nhạc cực đã. Đó, thì chương trình này áp dụng cho tất cả các khách trên toàn quốc, cụ thể là khách Hòa Bình Minh, chi nhánh ở Thủ Đức cũng có, ở Mỹ Ông Cù cũng có, hoặc là chi nhánh bên thành phố Biên Hòa nằm trên đường Đồng Khởi cũng có ha. Thì các bạn gần chi nhánh nào thì các bạn ra chi nhánh đó thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn. Về mức giá thì trong tất cả các khách hệ thống Hòa Bình Minh thì về mức giá nó sẽ giống nhau hoàn toàn hết ha. Thì tí nữa Đức sẽ cập nhật lại bảng giá cho các bạn trong cái cuối tháng 7 này. Thì những bạn nào đang có thật sự quan tâm về dòng xe Honda Winix á, thì ngay từ bây giờ các bạn có thể mua được rồi. Đặc biệt là những bạn nào đang có dự định mua dòng xe Winix này và với cái chương trình trả góp, thì trả góp này á, các bạn chỉ cần họ chuẩn bị cho mình là căn cước công dân thôi là các bạn sẽ làm hồ sơ trả góp được rồi. Trả trước thì giống như những chương trình trước đây, khoảng từ 20 đến 30% giá trị xe là các bạn sẽ được tham gia chương trình trả góp rồi. Rồi mọi chi tiết thắc mắc thì các bạn sẽ comment phía bên dưới hoặc là liên hệ với số điện thoại trên màn hình thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn ha. Rồi trước khi đi vào báo giá chi tiết thì các bạn xem đội intro này nhé. Tưng bừng hè sang rộn ràng ưu đãi, nhận ngay ưu đãi trả góp lãi suất 0% hoặc vô vàng quà tặng hấp dẫn, hãy đến hết ngay. Tại showroom Hết Hòa Bình Minh thì cũng có trưng đầy đủ tất cả những cái màu sắc mà cho anh em tham khảo ha. Phiên bản tiêu chuẩn cũng có, phiên bản đặc biệt cũng có ha, và phiên bản thể thao cũng có luôn. Và đối với cái chương trình mà trả góp 0% lãi suất á, thì đây là một trong những cái chương trình mà rất là nhiều anh em mong đợi. Khoảng 2-3 tháng nay thì bên Honda họ không có triển khai, và bây giờ thì Honda đã chạy chương trình này lại ha, diễn ra từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 2023. Anh em nên tận dụng cái thời điểm này để mua ngay dòng xe Honda Winix ha, trả góp 0% lãi suất. Còn khi anh em nào mua tiền mặt á, thì anh em sẽ được tặng một cái điện thoại Samsung Galaxy A04s hoặc là một cái loa JBL nghe nhạc cực đã luôn. Thì đối với cái phần quà này chi giá đâu đó khoảng gần 4 triệu 3 triệu mấy á. Còn về mức giá tại cái thời điểm này thì khi mà diễn ra chương trình á, thì nó cũng không có thay đổi ha, nó cũng không có giảm mà nó cũng không có tăng, vẫn giữ mức giá cũng tương đối rất là ổn định ha, đối với dòng xe Honda Winix này. Rồi mình sẽ cập nhật cho anh em bảng giá từng phiên bản ha. Đối với các phiên bản tiêu chuẩn hiện tại thì có màu trắng nè, màu trắng đen nè, hoặc là màu đỏ đen như chiếc này đó. Thì mức giá của em nói là 35.600.000 nha các bạn nha, 35.600. Phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có 3 màu, màu bạc nhám như thế này, màu bạc nhám. Màu thứ hai nữa là màu đỏ nhám, màu đỏ nhám thì ít xe hơn các bạn. Và màu cuối cùng đó là màu đen vàng đồng như chiếc này, màu đen vàng đồng ha. Mức giá bán hiện tại là 39.500.000, màu đen vàng đồng nha các bạn đó. Và cuối cùng là phiên bản thể thao, phiên bản thể thao màu đỏ xanh trắng đen mâm màu vàng đồng đời 2023. Thì đối với phiên bản thể thao này mức giá bán hiện tại là 40.700.000. Giá Đức báo cho các bạn đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Cụ thể chi phí lăn bánh thì các bạn comment quyện tỉnh phía bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp số điện thoại mình có để trên màn hình á, thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn ha. Đây phiên bản thể thao mới. Thì đối với các phiên bản thể thao mới này thì mình thấy nhiều anh em cũng không ưa chuộng lắm, tại vì phiên bản thể thao đi với các tem màu vàng đồng thì nhìn nó kiểu nó mới mẻ hơn, nhưng mà về xét về gọi là nó, cái độ ngầu, độ chắc chơi thì mình nghĩ là nó sẽ không có ngầu bằng so với cái mâm màu đen. Màu đen thì nhìn nó kiểu ok hơn, mâm màu vàng đồng thì chung là nhìn nó kiểu nổi thiệt á, nhưng mà cũng không đánh giá cao lắm. Tem xe thì hầu như là nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với những cái đời trước đây, gần như là giữ nguyên, không thay đổi, chỉ thay đổi ở cái phần mâm xe cũng như là ở cái phần mặt nạ phía trước thay đổi một tí thôi, là phần màu trắng đỏ đỏ xanh trắng đen luôn đấy. Mặt đồng hồ, còn đồng hồ thì đối với cái đời V3 này thì nhìn thiết kế sẽ đẹp hơn so với đời V1 và V2
Nhưng mà bộ đồng hồ này thì anh em nên trang bị cái miếng dán ha, để bảo vệ cho bộ đồng hồ này của mình nó không bị xước những lông mèo ha. Miếng dán thì có vài chục nghìn thôi, link thì mình có để phần mô tả, anh em nào quan tâm thì click vào, vài chục nghìn thôi. Xe này thì cũng không có công tắc bật đèn ha, anh em nào muốn công tắc đèn thì phải đổi công tắc đèn, đổi bộ phận công tắc đèn nha anh em. Rồi cản xe nè, cản xe đối với dòng Winix này thì nhiều bạn cũng không đánh giá cao lắm, kiểu cản gờ nè, tại vì nó thiết kế dạng mấy dòng xe mô tô lớn mà kiểu thể thao á thì thông thường thì nó sẽ thiết kế dạng cái cản gờ như thế này, nhưng mà nhiều anh em cũng không thích đó. Anh em nào mà muốn đổ lại cái cản liền giống như dòng Exciter thì anh em phải là mua những cái cản khác anh em gắn vào ha, thì nhìn nó sẽ liền mạch hơn. Phần đôi thì cũng được thiết kế nó rất thể thao, vuốt nhọn. Rồi. Màu đen vàng đồng này. Màu đen vàng đồng này thì đây cái màu thắt xin nha anh em nha. Nhiều anh em thích độ những cái màu gọi là màu vàng á, kiểu màu vàng vàng chuối á, vàng nghệ đâu á, thì anh em có thể độ trên màu sắc này ha, mình sẽ không mắc phí tiền đổi khai bạc xe. Tại vì cái màu sắc của em nó trên giấy tờ là kiểu là màu đen vàng. Đó. Nên là mình sẽ độ được cái màu đen vàng. Đây là màu sắc nhám anh em nha, màu sắc nhám. Màu sắc nhám thì mình không đánh giá cao lắm, tại vì những cái màu sắc nhám mà kiểu màu đen á, thì nó sẽ nhanh, gọi là nhanh cũ các bạn, nhanh mình xuống màu quá. Đây, phiên bản đặc biệt được thiết kế với mâm màu đen ha, viền mâm cũng màu vàng đồng luôn. Các bạn nhìn thấy không, mâm màu đen nhìn nó kiểu nó cứng cáp hơn, nhìn nó ok hơn nhiều. Có thể là do tùy theo mỗi người các bạn, theo quan điểm mình là như vậy. Còn một số bạn thì họ thích nổi hơn thì có thể chơi những mâm vàng đồng giống như phiên bản thể thao. Được sản xuất năm 2023, khối lượng bản thân là 122 kg, thể tích làm việc là 149,1 cm khối. Đó, động cơ DOHC 150 phân khối, với cái mức giá thì gần bằng như một chiếc xe số ha, nhưng mà vẫn được trang bị đầy đủ những công nghệ tiện ích như là dây sơn cái phết cao su nè. Đó. Rồi, cổng sạc nè. Đây. Cổng sạc được kết hợp sẵn USB luôn. Rồi khóa smart key các bạn. Khóa smart key này là được trang bị trên 3 phiên bản luôn, tiêu chuẩn, đặc biệt, thể thao. Khóa smart key cao cấp của ATX luôn. Đó. Rồi phanh ABS nữa các bạn. Đây, phanh ABS nữa. Một chiếc xe có khoảng gần 40 triệu thôi, nhưng mà đầy đủ những công nghệ tiện ích. Rất là xịn sò. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 1,99 lít trên 100 cây số. Đó. Còn trên cái phiên bản tiêu chuẩn các bạn thì không có cổng sạc nha, không có cổng sạc. Đây. Nhưng mà cái khóa thông minh thì vẫn có nha các bạn. Đây. Khóa thông minh thì cũng có. Phanh thường ha. Nên là mức giá sẽ thấp hơn một tí so với những cái phiên bản còn lại. Chẳng hạn như chiếc màu trắng này nè. Phanh thường. Phanh thường và phanh CBS sẽ khác nhau nha. Nhiều anh em lầm tưởng là phanh thường là phanh CBS, là không phải nha anh em nha. Đây. Đây là phanh thường nha. Phanh thường thì anh em bóp phanh trước thì nó chỉ ăn phanh trước thôi. Còn phanh kết hợp á, anh em bóp phanh trước thì nó sẽ ăn luôn cái phanh sau. Tức là kiểu kết hợp. Năm nay là như vậy. Còn ABS thì nó có thêm một cái cảm biến. Nó sẽ chống bó cứng phanh. Chống bó cứng tức là khi mà anh em bóp thắng á, nó sẽ kích hoạt cái tính năng đó lên, thì nó sẽ không có chống bó cứng phanh mà nó kiểu nó nhấp nhả nè. Thì nó sẽ đỡ bị chân chợt khi mà anh em thắng gấp. Đó. Rồi. Đây là một màu sắc mà được nhiều anh em ưa chuộng nhất, bán chạy nhất kể từ khi ra mắt cho đến bây giờ luôn. Màu bạc nhám, một màu sắc rất là đẹp, anh em để quan sát ha. Phối với cái phần viền mâm cũng như là phuộc màu vàng đồng, màu này bán rất là chạy tại thời điểm mà lúc mới vừa ra mắt ha. Rất ok luôn. Nãy giờ thì Đức cũng đã cập nhật lại về bảng giá cho các bạn nè, cũng như là cái chương trình khuyến mãi này, thì mình xin nhắc lại là từ ngày 3
ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 ha. Khi các bạn mua Winix tất cả các phiên bản luôn là các bạn sẽ được tặng những cái phần quà mà mình mới vừa kể, tặng Samsung Galaxy A04s hoặc là cái loa JBL. Đó. Thì những bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cái chi phí lăn bánh hoặc là những cái gói trả góp trả trong vòng bao nhiêu tháng hoặc là mỗi tháng trả bao nhiêu á, thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.